Ngày 25 tháng 6 tại Thành phố Hồ Chí Minh, hội thảo định cư Canada cho cả gia đình theo diện thường trú vĩnh viễn theo chương trình visa khởi nghiệp được tổ chức bởi công ty dịch vụ đầu tư định cư toàn cầu Egowin, công ty tư vấn kinh doanh khởi nghiệp APS Global Partner và tổ hợp tư vấn luật di trú Veronica Babakes and Associates. Visa khởi nghiệp Canada là chương trình liên bang được chính phủ ban hành và áp dụng thí điểm từ năm 2013 và sau giai đoạn đánh giá năm 2016, chương trình được chính thức thực hiện từ ngày 31 tháng 3 năm 2018. Chương trình nhận được sự quan tâm của rất nhiều doanh nhân bởi những chính sách khá thông thoáng. Cái chương trình định cư khởi nghiệp Canada là một chương trình rất là tuyệt vời vì nó không những đòi hỏi vấn đề vốn liếng cao giống như những chương trình định cư của Mỹ hay là của Úc. Và cái điểm quan trọng nhất trong chương trình này đó là những người nhập cư đó, có thể tham gia vào một cái doanh nghiệp khởi nghiệp và đồng thời có thể đưa nguyên cả gia đình của họ qua định cư tại Canada theo cái diện thường trú vĩnh viễn trong thời gian ngắn nhất và với những cái điều kiện dễ dàng nhất. Thì có thể 5 doanh nhân kết hợp lại trong một doanh nghiệp thành để giảm thiểu được cái chi phí. Và cái thời gian phê duyệt chỉ từ 16 cho đến 1 tháng là đã có cái thẻ thường trú vĩnh viễn cho cả gia đình. Và đây là chương trình liên bang. Thành ra người nhập cư có thể sống bất cứ tại thành phố như tỉnh nào trừ thành phố Quebec. Khi trở thành thường trú nhân Canada sẽ được hưởng các quyền lợi như bảo lãnh người thân đến Canada sinh sống, học tập, làm việc, con cái được tiếp cận hệ thống giáo dục công lập từ cấp 1 đến cấp 3 miễn phí, gia đình được hưởng chế độ bảo hiểm, chăm sóc y tế công cấp tỉnh miễn phí. Chi phí trọn gói cho cả gia đình là 190.000 đô, bao gồm dịch vụ hỗ trợ, tư vấn về ý tưởng khởi nghiệp, kế hoạch kinh doanh, cách vận hành dự án. Hỗ trợ đương đơn nhận thư hỗ trợ từ một trong các tổ chức được IRCC chỉ định, kể cả chi phí tư vấn và dịch vụ di trú Canada. Canada là một cái nước mà mình nghĩ là cũng khá là ổn định về tình hình kinh tế cũng như là chính trị hiện bây giờ. Cho nên là mình quyết định là mình đi tham gia để mà mình tìm hiểu chương trình. Thì mình thấy là về cái phần thời gian đi cũng như là các đầu tư với lại cái chương trình khá lâu cuốn mình về cái đầu tư là mình sẽ apply rất là thời gian rất là ngắn cũng như là về giá cả thì vô cùng hợp lý. Mình sẽ truyền lửa cho những cái phụ huynh của mình cũng như có nhu cầu con cái muốn học hành cũng như là giao lưu với thị trường của quốc tế thì mình cũng nên đi những cái chương trình như thế này. Hội thảo tiếp tục được diễn ra tại Đà Nẵng vào ngày 6 tháng 7 năm 2022 và thành phố Hà Nội ngày 9 tháng 7 năm 2022.